Ayo, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của Khang Huỳnh AK Gaming nha. Gaming Bar, nơi mà người người nhà nhà đều chăm chăm cày cuốc với nhiều đích gần như là khác nhau. Người thì rút waifu về nick để ngắm hay đơn giản là sưu tập waifu mà mình yêu thích. Bên cạnh đó cũng có những người chơi hệ meta, chỉ đẹp thôi là chưa đủ mà còn phải đi đôi với sức mạnh. Những người này sẽ chăm chăm vào các nhân vật mạnh và mang lại trải nghiệm dễ dàng hơn. Với nhiều mục đích gần như là khác nhau luôn. Vượt Long Hoàng hoặc đơn giản chỉ là đem mấy con boss vân vân thôi. Còn một kiểu người nữa đó là chơi hệ đam cao. Ok, có một nhân vật đáp ứng được tất cả điều kiện trên, mạnh và đẹp luôn nha. Đi thẳng vào vấn đề thì hôm nay chúng ta sẽ cùng ngồi lại phân tích vì sao Hu Tao lại mạnh như vậy nha. Lưu ý đây là video làm từ player Genshin trả góp nên mình chỉ đi sơ qua thôi chứ không đi sâu vào các thông số của nhân vật vì mình không phải là người am hiểu tất tần tật. Xin cảm ơn. Ok, bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ngó qua bộ kỹ năng. Kỹ năng nguyên tố Hu Tao khi bật lên sẽ mất 30% máu hiện tại và chuyển sang trạng thái Bỉ Ngạn Điệp Vũ. Ở trạng thái này Hu Tao sẽ tăng mạnh tấn công dựa trên máu tối đa và các đòn đánh sẽ đi kèm với sát thương nguyên tố hỏa nha. Đặc biệt là các đòn đánh này sẽ không thể bị đánh kèm bởi các nguyên tố khác. Đồng thời cái địch bị trọng kích Hu Tao đánh trúng sẽ kích hoạt hiệu ứng Huyết Mai Hương. Cái địch bị đánh trúng sẽ phải chịu sát thương hỏa 4 giây một lần và thời gian tồn tại là 8 giây. Kỹ năng nổ của Hu Tao sẽ vung Kuma gây sát thương phạm vi rộng, đồng thời sẽ hồi lại một lượng máu. Nhìn sơ qua thì bộ kỹ năng có thể gây ra một lượng sát thương lớn không hề nhỏ đâu. Ok, chúng ta sẽ đi vào chủ đề tiếp theo, đó là ICD. ICD của Hu Tao có thời gian hồi rất là ngắn, mà nếu không muốn nói là gần như là không có luôn. Chính vì thế Hu Tao có thể liên tục gây ra các đòn đánh phản ứng nguyên tố với lượng đam đưa ra là không hề nhỏ. Về các đòn trọng kích liên tục kích hoạt phản ứng nguyên tố, chính vì điều này mà Hu Tao được liệt vào danh sách phá game vì quá là mạnh. Thứ ba là Hu Tao có thể tự hồi phục máu. Việc mất 30% máu cũng không phải là vấn đề với Hu Tao khi mà có thể hồi cái máu bằng kỹ năng nổ. Kèm theo đó là Hu Tao cũng không cần phải để máu cao mà nên để dưới 50% để phát huy tối đa phần nội tại. Thứ tư là sát thương đa mục tiêu. Kỹ năng E và kỹ năng Q của Hu Tao đều gây ra sát thương đa mục tiêu. Những đòn trọng kích mà Hu Tao xuyên qua thì chỉ cần là cái địch đều ăn đam nha, chứ không có vụ là một đòn trọng kích thì đam chỉ dính một đứa đâu. Và đây cũng là lợi thế, đã có thể liên tục gây ra các đòn đánh phản ứng nguyên tố mà lại còn đam mục tiêu nữa thì tới đây tôi cũng càng lợi. Thứ năm chính là Hu Tao không cần quá nhiều HP sensor và chỉ cần thủy thần sinh riêu thôi là Hu Tao đã có thể quậy tốt rồi. Tôi còn thấy một số ông chỉ cần cầm Hu Tao C1 và sinh riêu là có thể xuyên thủng là hoàn toàn 12 rồi. Ôi, cái này thì tôi xin thua vì tôi không phải là player giỏi né. Ok, nói thế đủ rồi thì chúng ta sẽ sang phần ngoại hình vì sức mạnh của Hu Tao nó quá rõ ràng rồi. Ngoại hình thì 3 chấm. Nhìn vào cặp đùi này tôi cũng không biết nói gì luôn. Chỉ muốn là Hu Tao mau mau rời lên để tôi còn rôn chính nữa chứ mà làm quá. Về giọng thì tôi sử dụng Vân Nhật cho nên là cái này cũng tùy sở thích của mỗi người thôi. Nhưng mà ở dưới đây tôi sẽ để phần giọng cho các bạn thưởng thức nha.私に何か用かな?あれ?知らなかった?私が王城道77代目道主、フータオだよ!うー、めんどくさいな。うー、めんどくさいな。うー、めんどくさいな。雷だよ!気をつけて。 気持ちいい。ふう、気持ちいい。帽子が飛んじゃうよ。早寝早起きは体にいいね。よっ、お昼だね。ご飯食べた?
お月様が出てきたよ。外で見よう。眠いの？じゃあ先に休んで。私はもう少し起きてるから。フータオのフはおふざけのフ。フータオのタはグータラのタ。え、面白くない。ああ、何か面白いことないかな。何もすることがないのって、死より恐ろしいことだよ。お客さんが一人、二人、三人。Và video về Hu Tao tới đây cũng kết thúc rồi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À mà sẵn nói luôn là Hu Tao chắc cũng gần để rên rồi nha. Khoảng tầm 1-2 phiên bản nữa thôi. Khả năng cao sẽ là 3.4 ngay dịp Tết. Ngay dịp đó thì nghĩ là nhiều ông sẽ hiến máu lắm.